Từ sáng nay 21 tháng 9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, toàn bộ tỉnh Ishikawa phía Bắc Nhật Bản đã xảy ra mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng với nhiều thiệt hại chưa được thống kê đầy đủ. Đến chiều nay, theo giờ địa phương, tình hình lũ lụt tại tỉnh Ishikawa vẫn tiếp tục phức tạp. Mưa không những không ngớt mà còn có xu hướng gia tăng. Theo số liệu quan trắc của cơ quan khí tượng Thủy văn Nhật Bản, lượng mưa có thời điểm đã lên tới 220mm, khiến hàng loạt các con sông nội tỉnh tràn bờ, gây ngập lụt cho tất cả các khu vực ven sông. Trước đó, chính phủ Nhật Bản và chính quyền địa phương đã nâng mức cảnh báo lên cấp độ 5, cấp độ nguy hiểm cao nhất tại Nhật Bản. Ngập lụt đã gây ra những thiệt hại ban đầu. Đến nay đã có ít nhất một người thiệt mạng do lở đất, 6 người mất tích, hơn 20.000 người phải đi lánh nạn, 3 khu vực bị cô lập hoàn toàn. Tuyến quốc lộ số 249 cùng nhiều tỉnh lộ và đường liên tỉnh khác bị tê liệt do sạt lở đất đá. Toàn bộ các chuyến tàu, xe liên tỉnh đến Ishikawa bị hủy, gần 6.000 hộ gia đình bị mất điện, hàng trăm người bị mắc kẹt ngoài trời. Theo nhận định của các chuyên gia, thiệt hại do đợt mưa lũ lần này tại tỉnh Ishikawa sẽ rất nặng nề.